nay có mặt tại đây, chúng ta sẽ có thật nhiều những niềm vui, thật nhiều những ý nghĩa, và đặc biệt sẽ linh hội được thật nhiều những kiến thức cho bản thân của mình, cũng như sự nghiệp của mình, để chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong lĩnh vực spa. Những năm vừa qua, DG Doctor Clinic luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để thực hiện sứ mệnh mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng ngành làm đẹp Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, với thành tựu đồ sộ đã đạt được, trong những năm tới, DG sẽ mang đến những giá trị tuyệt vời hơn nữa cho ngành làm đẹp Việt Nam và cả trên thế giới. Thì hiện tại, tôi đang giữ là người sáng lập của DG Doctor Clinic, là công ty dược mỹ phẩm chuẩn y khoa hàng đầu ở Việt Nam.